rồi các em cái nhà chạy vào không có à, thế bây giờ các em chạy vô coi chạy cách nào đâu, chạy theo mấy thầy dạy sao, chạy cho coi thử lên, chạy vô luôn coi, chạy sao không, chạy đi tất cả cứ theo đúng cách dạy mình chạy về đâu, chạy mấy cái em mà chạy vô chỗ bạch thờ tổ là không được rồi.